Đây là cách xoa bóp bị chuột dễ đệm. Trước tiên là đắp thuốc khoảng từ 15 đến 30 phút này. Sau đấy là bôi thuốc. Cái phần nào đau thì là đắp thuốc, còn đâu là những cái phần cơ xung quanh đây thì là mình bôi thuốc. Bôi thuốc về để phải để từ tầm 30 đến 60 giây. À tầm 30 giây, 15 đến 30 giây. Để thuốc ngấm vào da xong bắt đầu mới tiến hành xoa bóp. Xoa bóp thì đánh tan cái cơ này ra cho nó nhão cơ. Tình trạng bệnh nhân này là xoa bóp được chục ngày rồi và đang làm những động tác nó mạnh hơn để khi mà đánh tan cái cơ này, đánh nền cái cơ này ra thì làm động tác mạnh hơn để xếp cái vị trí khớp nó về như ban đầu và làm căng khớp ra để tiết chế dịch khớp, tiết chế nhiều dịch khớp hơn.